ơi, xuất phát về Sài Gòn ơi. Có ai ngủ không? 1:42 trưa chủ nhật. Cha bà chết chân như vậy. Sao mấy ngày trời rồng rã vật vã. Bây giờ cuốn gói về Sài Gòn thôi. Mấy đứa nhỏ này la liền nè, nằm bể ghế bể đồ nằm luôn, rồi đánh bài luôn. Bể ghế hơn một. Yên sao là tổ chức cầm bạc luôn. Không có muốn tụt cái ghế sao xong chút không? Không được. Hay tới chốt kiểm tra dịch tại ngã ba suối sâu. Nói dịch giảm ngã ba suối sâu. 3, 6, 7 3, 5, 4 Đâu? Ấy nãy nó nằm á. Nó nằm giờ quay qua đây chỗ này nó. Nó mỏi cổ. Mỏi cổ. 3, 4, 8 Ai muốn qua đây nằm không? Qua đây nằm không? 3, 6, 4 Rồi, 6, 7 1, 2 3, 4, 6, 7 người. Tài xế luôn. Tài xế bị đo nhiệt độ luôn. Rồi tới ngay trạm ngã ba suối sâu. Chốt dừng kiểm dịch. Rồi đang khai báo y tế. Đang khai báo hả? Lấy giấy tờ hả? Không, đi. Đi luôn hả? Rồi, ngay trạm này đang làm việc rất là nghiêm túc. Ngay chỗ trạm ngã ba suối sâu vừa qua khu vực Tây Ninh. Rồi thì xã tụi con ngồi xuống đàng hoàng nha. Công an nó ấy nó không thích như vậy, nó ổn định cho nó đi em. Con. Rồi. Lo nhòi đó, nó nhốt. Bye bye, bye bye tất cả các chú nha. Nó anh bồi rồi. Ok. Một chiếc xe 70 luôn kìa. À, ok. Xe ông ra đi không kiểm tra hả? Được. Oh. Lần đầu tiên kiểm dịch. Đó. Đo nhiệt độ đứa nào sốt nó nhốt. Trời ơi, đứa 36, đứa 35, đứa 34. Quay lại coi. Ủa sao em đo tới 37 rồi ta. Trời ơi má mày. Ê kỳ này về có cái video hay nha. À, chuyến đi phượt Tây Ninh à, và về Cần Giờ cái không khí móc ra và cái kết bị kiểm dịch. Rồi có video rồi. Đây. Đây là lần đầu tiên là đi phượt từ Tây Ninh về tới Vận Bàn qua tới khu vực ngã ba suối sâu giáp danh khu vực Củ Chi. À, có một cái chốt kiểm dịch trên quốc lộ 22. Xe tải nó cũng không kiểm. À, đã kiểm dịch hết tất cả hành vi trên xe. Xe khách nó cũng đâu kiểm. À, thì tất cả mọi người trên xe là từ 34 độ rưỡi tới 35. Có ông tài xế này tới 37 mà không bị giữ lại. Mày giữ ông này không biết ai lái. Rồi tối nay có TV coi phát sóng trên kênh Phan Giáp. Hãy đón xem kiểm dịch như thế nào. Rồi về tới cầu vực Củ Chi. Bến cầu vượt là chính thức còn khoảng khoảng 25-30 cây nữa là về tới chở tôi về mốt hả? Ngã tư chở tôi về không hả? Hãy chở tôi về ngày xưa. Rồi đến khu thôi. Sếp kệ nó mùa này mà rảnh rảnh thì về chơi ha. Cũng nên nếu có thời gian. Đây, Expander 8 chiếc tiểu. Rồi. Vừa rồi là đi qua cái trạm ngã ba dưới sâu đó là cái chốt phòng chống và kiểm dịch ở địa phận Củ Chi với lại giáp ranh với lại Vận Bàn.
gây ra dịch. Nhưng mà hình như là chỉ trừ có cái xe tải là không được, không có gọi đó, không chỉ có thấy xe hơi, xe khách này nọ là có kiểm tra, xe Honda là không có xe hơi nên là tất cả phải đều tuân thủ. Xe du lịch, xe ô tô là bị kiểm hết, tất cả đều phải tuân thủ khai báo y tế để giảm thiểu tình trạng lây lan dịch bệnh. Quyết định là cập nhật ai mà 39 độ là nó nghi ngờ sốt là nó bắt cách ly luôn. 38 độ là ấy hay là 39? 39. Cho nên hồi nãy trên xe 38 là ấy á, 38 là sốt rồi chứ. Ủa chứ sao nãy nó không có điểm chứ, em tưởng nó em bị bắt là thiệt luôn á chứ. 37 thì không sao, 37 nóng. 38 thì cũng bình thường. Cho nên hồi nãy trên xe là có khoảng 7 người, nhưng mà có hai trường hợp đặc biệt, là một trường hợp là 34 độ rưỡi, là một trường hợp là 37 độ. Như là 36 độ mấy. Ok. Cho nên là phải tuân thủ để cùng nhau kiểm soát tránh lây lan dịch bệnh trong những giờ cao điểm. Tại vì ở biên giới, ở Tây Ninh mình là biên giới à. Biên giới Campuchia nè. Và cái hôm nay là cái ngày 15, 16 đúng không? Là có nghĩa là cái 17 rồi chứ. Mà có nghĩa là cái chốt mà tất cả các chốt mà kiểm tra phòng dịch rồi này nọ là từ 0 giờ ngày 15. Là hôm bữa thứ 6, tối ngày thứ 6. Tối ngày thứ 6 là đã khởi động hết tất cả các trạm kiểm dịch rồi. Nên là lập tức là hôm nay khi mà đi về từ đây nên đi về lúc tới Sài Gòn thì đi qua cái trạm phòng dịch này đó là nhận thấy là nó hoạt động cực kỳ nghiêm túc để tránh tình trạng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Rồi bây giờ về tới địa phận gần ngã tư An Sương, trời bắt đầu đổ mưa. Hết rồi. À, nhưng mà mưa được có một phát à, giống như vải đáy vậy, rồi lại ngưng. Hả? À, trời mưa. Mọi người vẫn ổn. Ảnh hưởng gì? Có ảnh hưởng gì không? Nhưng mà mưa được chút xíu thôi. Bây giờ để hỏi bác Tài nha. Hồi nãy cảm giác mà lúc mà công an quắt vô trạm kiểm dịch, cảm giác nó làm sao? Tớ rung. Hả? Rung quá trời. Cô gái có lẫn lộn không? Có. Lần đầu tiên bị cảnh sát quắt vô hay sao? Đúng rồi, sợ. Hồi xưa giờ đi xe hơi bị cảnh sát quắt vô mấy lần? Từ lúc mà mua xe này hả? Từ lúc mua xe này thì chưa lần nào hết. Lần này là lần đầu tiên luôn. Nhưng mà vô là trạm kiểm dịch. Còn mấy lần khác là không có vô mà bị bắt nguội không phải không? Mấy lần chưa, không biết nữa. Nhưng mà tra trên hệ thống phạt nguội là thấy có rồi đó. Ôi chết, hả, cái này phải cắt khúc này. Sao nãy lúc mà bị vô chạm cảm giác thấy sao? Tốt mà. Tốt hả? Kiểm tra. Đừng có sợ không? Trời, phải kiểm tra chứ, má. Ở Kinh Ninh là người biên giới Campuchia đầy hết. Kiểm tra lọc vô thành phố giảm sớt. Đi mà cảnh sát nó chỉ là thấy sợ rồi, với gì mà không sợ. Thấy ngại rồi, cái gì mà không ngại. Ngại thôi, sợ. Nhưng mà sau khi mà kiểm tra xong rồi, mọi người cảm thấy rất là vui. Cảm thấy rất là bình thường. Và cũng tự tin. Bởi vì sao? Không có bệnh mà. Chứ không phải là ghe con đi ra quẩy luôn hả? Thôi về đi. Em với tao, tao lấy quần áo với tao. Tao đi xe máy cũng được, sao cũng được. Mình muốn đi ô tô hay là đi xe máy? Mình đi xe máy cũng được. Mình sao cái xe con nó không tốn xăng nữa. Thằng Bun đồ có đi không? Hả? Thằng Bun đồ có đi chơi không? Có, tại vì bà kêu dẫn Bun qua chơi với con bà nữa. Vậy thôi đi ô tô đi. Rồi xuống thăm. Vậy Giải mày chạy qua nhà tao đi rồi đi nghe. Rồi đi ô tô đi, kệ nó cho thằng Bún đi, lỡ có mưa này nọ nó ướt nó cũng không được. Với tao giờ tao thay đồ tao tắm cái. Rồi về đi xe hơi dễ ký hợp đồng hơn. Vậy nha.
Vậy thì chút nữa gần giờ 3:30 khoảng tầm một tiếng, khoảng tầm một tiếng nữa mày 4:30 qua Út đi. Nha. Ok. Rồi, vô qua ngã tư An Sương vô đi Hoàng Sài Gòn.